chất hay bản năng thì tốt nhất là đừng có dùng văn với em. Bởi vì lăng nhăng là bản năng, còn trung tình là sự lựa chọn. Trung tình là tự giác, mà tự giác là tự do. Nếu như mà anh không cho chúng ta được cái sự chọn. I know they wanna come and separate us, but they can't do us nothing. You're the one I want, and I'ma continue loving. As you're considered wifey, and I'm considered husband. And I'm always moving for you, if you need the way to look at it. I ain't going nowhere for my moment. I wish you could hold it down, ain't nobody telling nothing. Got the kind of love that always make a back to my suit. Dùng văn với em. Bởi vì lăng nhăng là bản năng, còn trung tình là sự lựa chọn. Trung tình là tự giác, mà tự giác là tự do. Nếu như mà anh không cho chúng ta được cái sự lựa chọn. Pode comer, pode.